Mắc volume nhá. Đi con. Anh Đinh Dũng này. Đấy, bình luận không? Tên đá người là người nào? Số của họ đây. Đây đây đây. Đây à. Đúng chưa? Kính chào quý vị và các bạn đã đến với sân bóng Tuấn Phong. Trước mắt chúng ta là trận đấu giữa FC Lê Hữu Trác gặp FC Duy Kiên trong khuôn khổ giải bóng đá Hà Tĩnh Open lần thứ 3 năm 2022. Lê Hữu Trác ra sân với bộ trang phục áo đỏ quần đen, với cầu thủ mang số 10 Trần Bắc, số 22 Quốc Bảo, số 28 Hà Sơn, số 38 Văn Quý, 50 Tuấn Kiên, 77 Hà HT và 93 Luật Leon. Bên phía FC Duy Kiên ra sân với bộ trang phục áo xanh đen, quần xanh than, với số 6 Nguyễn Sách, số 10 Trần Anh Dũng, số 20 Văn Hậu, số 23 Văn Bằng, số 69 Hà Tú, số 90 Văn Huấn và số 96 Nguyễn Thông. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là ông Thân Ngọc Châu. Đây là một trận đấu được coi là cân bằng nhất trong buổi chiều ngày hôm nay và trong bảng đấu này. Tiếng còi chính thức được bắt đầu. Trong hiệp 1 này, FC Lê Hữu Trác là những người ra bóng trước. Trung Hiếu. Pha phát bóng lên không tốt của Quốc Bảo. Nguyễn Sách. Một tình huống chuyền bóng không cho ai của Nguyễn Sách. Với những phút đầu tiên của hiệp 1 này, cả hai đội bóng đang chơi thăm dò nhau. Bóng đang trong tầm kiểm soát của FC Lê Hữu Trác. Còn pha chạm bóng của Trần Bắc. Với việc cắm một mình Trần Bắc, FC Lê Hữu Trác thể hiện rõ mục tiêu của mình trong trận đấu này với lối chơi phòng ngự phản công. Không biết FC Lê Hữu Trác hay FC Duy Kiên. Một tình huống va chạm của các cầu thủ vào pha kỹ thuật. Nhiệt độ trên sân hiện tại là rất lý tưởng cho trận đấu này. Cú phất bóng lên của Quốc Bảo. Vẫn còn. Xoay sở tốt. Đã có lỗi của Trần Bắc và phát bóng lên cho FC Duy Kiên. Không có gì nguy hiểm đối với thủ thành mang số 50. Không có lỗi. Sẽ có đá phạt cho FC Lê Hữu Trác. Người đang đứng trước bóng là cầu thủ mang số 93, Luận Leon. Một tình huống chào bóng của Luận Leon. Đã có lỗi. Sẽ có tình huống phát bóng lên cho FC. Không được. Bóng đang trong tầm kiểm soát của Lê Hữu Trác. Cắt bóng tốt. Người vừa cắt bóng là cầu thủ mang số 6 Nguyễn Sách.
Văn Hậu. Rất đáng tiếc, một tình huống tả xung hiệu đột của Văn Hậu đánh sập thẳng vào trung lộ của các cầu thủ FC Liễu Trác và sẽ có phạt góc cho FC Duy Kiên. Nguyễn Sách. Vẫn là một tình huống truyền không cho ai của Nguyễn Sách. Tuấn Kiên. Trà HT. Nhịp độ trận đấu hiện tại là khá chậm. Lên bóng của Quốc Bảo. Vẫn còn. Loạn Leon. Quốc Bảo. Trần Bắc. Bóng vẫn, bóng đã chạm tay của Trần Bắc. Vẫn đang là một thế trận thăm dò của hai đội bóng. Cả Liễu Trác lẫn FC Duy Kiên vẫn chưa muốn thật sự tung những bài vở, những pha tấn công của mình. Kịp không? Trần Bắc. Tuyền Hải. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Một tình huống dứt điểm rất nguy hiểm của các cầu thủ bên phía FC Liễu Trác. Và người vừa dứt điểm đó là Văn Quý. Văn Bằng. Chạm bóng tốt. Không có lỗi. Tiếp tục cho FC Liễu Trác. Hà Hát Tể. Tình huống lên bóng của FC Liễu Trác vẫn còn. Pha phá bóng rất chính xác của cầu thủ mang áo số 96 Nguyễn Thông. Bóng quay trở lại quyền kiểm soát của Trà HT. Tình huống chuyền hơi mạnh. Và Quốc Bảo không thể theo kịp được tình huống đó. Sẽ có phạt biên cho FC Duy Kiên. Từ đầu trận cả FC Duy Kiên lẫn Liễu Trác đều chọn cho mình những tình huống chuyền dài. Không có gì nguy hiểm cả. Đã có lỗi sau của cầu thủ mang số 10 Trần Bắc. Và sẽ có tình huống đá phạt cho FC Duy Kiên. Người bị phạm lỗi là Nguyễn Thông. Nguyễn Sách vẫn đang là người đứng trước qua những quả phạt của FC Duy Kiên từ đầu trận đến giờ. Dứt điểm. Quá đáng tiếc. Một tình huống đá hụt của cầu thủ mang số 10 Trần Bắc. Xin lỗi quý vị, là cầu thủ mang số 10 Trần Anh Dũng.
Sẽ có phản công cho FC Liễu Trác. Kịp không? Không có gì nguy hiểm cả. Cái thử thành Văn Huấn lẫn Tuấn Kiên của FC Liễu Trác và FC Duy Kiên từ đầu trận giờ vẫn chưa phải hoạt động nhiều. Qua người không thành công. Người vừa thực hiện pha quanh người đó là Văn Quý. Trọng tài đang có những nhắc nhở đối với cầu thủ mang số 38. Không có gì nguy hiểm. Nguyễn Sách. Một tình huống phất bóng dài của thủ thành bên phía FC Duy Kiên. Dứt điểm. Không được. Pha dứt điểm của Văn Hậu. Một tình huống phát động lên của thủ thành bên phía FC Lê Diệu Trác. Văn Bằng. Anh Dũng. Vẫn đang là anh Dũng. Tình huống tỉ lệ tốt. Trần Bắc. Không có gì nguy hiểm cả. Một thế trận du ngủ cả hai FC Lê Hữu Trác lẫn Duy Kiên. Và đây là tốc độ của thủ mang áo số 6. Cắt bóng thành công. Một tình huống cắt bóng tốt của cầu thủ hàng số 22 Quốc Bảo. Đến Nguyễn Sách. Đấm bóng giải nguy tốt của thủ thành mang áo số 50 Tuấn Kiên. Vẫn còn. Tình huống phát bóng lên của Tuấn Kiên và phản công cho Liễu Trác. Không có gì cả. Bóng được chuyền đi chuyền lại giữa cả hai thủ môn. Vẫn còn. Làm gì đây? Đáy biên. Quả người không thành công của cầu thủ mang áo số 38 Văn Quý. Cắt bóng tốt. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Một tình huống sút rất nguy hiểm của các cầu thủ bên phía Lê Hữu Trác. Và người vừa thực hiện cú sút đó là cầu thủ mang áo số 93 Luận Liên. Lê Hữu Trác đang tận dụng đôi cánh của mình là Luận Liên và cầu thủ mang áo số 77 Trá Tể. Cắt bóng tốt từ Luận Liên. Hà Sơn. Vẫn đang là Hà Sơn. Một tình huống đi bóng hơi lộ của Hà Sơn. Và đây là cầu thủ FC Duy Kiên. Dứt điểm đi. Tình huống dứt điểm rất tốt của anh Dũng nhưng đáng tiếc bóng lại đi ra ngoài. Các cầu thủ FC Duy Kiên lẫn Liễu Trác cần chắt chiu những cơ hội của mình hơn nếu muốn ít nhất cho mình một bàn thắng ngay trong hiệp đấu này. Xoáy sở không tốt và phản công cho Liễu Trác. Kịp không? Bóng đang trong chân của số 10.
Cơ hội đến với Duy Kiên. Qua người, vào không. Vẫn là Luận Liền. Anh tấn công tốt, phòng thủ hay. Rất cháy. Từ bên trái sang bên phải và từ bên phải sang bên trái. Anh chạy không biết mệt mỏi. Không có gì nguy hiểm cả. Tuyến này. Tình huống nhà bóng là của Nguyễn Thông. Đập 1-2 với Nguyễn Sách. Làm gì? Tạt vào. Một tình huống tạt không chính xác. Nguyễn Sách. Với những con người hiện tại trên sân thì cả Lê Hữu Trác lẫn Duy Kiên thật sự là khó trong việc đưa bóng lên cũng như luận chuyện tấn công một cách đẹp mắt. Vẫn còn. Lại là Nguyễn Sách. Bên Lưu Trác có Luận Lyon thì bên FC Duy Kiên có số 6 Nguyễn Sách. Hai cầu thủ nhỏ con nhưng chơi rất cháy trong hiệp 1 này. Sút xa. Một tình huống sút không chính xác của cầu thủ mang áo số 69 Văn Hà Tú. Bóng trở lại quyền kiểm soát của Lê Hữu Trác. Trần Bắc. Vẫn đang là Trần Bắc. Làm gì? Luận Lyon. Luận Lyon. Rất chăm sức điểm của Luận Lyon. Nhưng hàng phòng ngự bên phía Lê Hữu Trác chơi vẫn rất tập trung. Đang có những nhắc nhở đối với huấn luyện viên của bên phía Lê Hữu Trác. Quốc Bảo. Luật Lyon. Bóng trả lại cho Tuấn Kiên. Lại một tình huống phát động tấn công của Tuấn Kiên. Làm gì? Những việc sử dụng những đường truyền dài như vậy, hiệu quả đem lại cho việc tấn công là rất hạn chế. Trần Bắc. Làm gì? Hà Sơn. Đập nhà 1-2 với HT và Luật Lyon. Vẫn còn Luật Lyon. Vẫn đang là Luật Lyon. Trời rất cháy. Anh chạy không biết mệt mỏi. Bảo Sơn. Vẫn còn. Làm gì? Rất nguy hiểm. Tình huống xoay sở không tốt của Thành Thành bên phía FC Duy Kiên. Phản công cho FC Duy Kiên. Không được. Không biết Luật Lyon chơi ở vị trí nào nữa. Cánh có, giữa có, trung vệ có, tiền đạo có. Và không biết ngoài sân anh có chơi lốt hay không. Người đang đứng trước bóng là HHT. Trần Bắc. Nhà tuyến 2, cột 2, dứt điểm. Tình huống chuyền hơi mạnh đối với đà di chuyển của Xuân Sơn. Lại một cơ hội nữa tiếp tục bị trồi qua trước những mũi giày. Những cái đầu của FC Lưu Trác. Làm gì? Người cắt bóng vừa rồi cho FC Lưu Trác là Quốc Bảo. Liên tiếp là những tình huống phạt góc và phạt biên của Nguyễn Sách bên phía FC Duy Kiên. Duy Kiên. Tuyệt vời. Tỷ số là 1-0 cho FC Duy Kiên. Người ghi bàn vừa rồi là Trần Anh Dũng. Rất bất ngờ.
rất bất ngờ cho FC Duy Kiên. Chúng tôi đã nói những tình huống tận dụng và cuối cùng FC Duy Kiên là những cầu thủ tận dụng những tình huống tốt hơn. Và 1-0 cho Duy Kiên ngay trong hiệp 1 này. Dứt điểm. Pha chớp thời cơ rất tốt của Trần Anh Dũng, cầu thủ màu số 10. Và pha kiến tạo tuyệt vời của Nguyễn Sách. Vẫn là Nguyễn Sách. Không biết đang bị dẫn trước thì liệu Lê Hữu Trác có thay đổi lối chơi của mình hay không? Thay đổi những con người của mình trên sân hay không? Hay họ vẫn giữ lối đá phất bóng dài? Một lối đá đem lại hiệu quả không cao từ trận đấu đến bây giờ. FC Duy Kiên chơi không hay là bao đối với FC Lê Hữu Trác. Nhưng họ có một thứ mà Lê Hữu Trác không có. Đó là cơ hội và một cách tận dụng rất tốt cơ hội mà mình được có. Hà Hát Tỷ, Trần Bắc. Liên tiếp là những tình huống truyền dài. Ngoài sân, huấn luyện viên của FC Lê Hữu Trác đang có những điều chỉnh cả về mặt con người lẫn chiến thuật trong sân. Và không biết Lê Hữu Trác sẽ thể hiện một bộ mặt như thế nào. Đây là anh Dũng. Anh Dũng làm gì? Đột phá không thành công của anh Dũng. Một tình huống đột phá không thành thật sự tốt của anh Dũng. Và FC Duy Kiên cũng có những thay đổi về mặt con người cũng như chiến thuật của mình. Văn Quý ra sân và cầu thủ mang áo số 5 Phan Đức vào sân. Dứt điểm. Một tình huống dứt điểm rất tốt của Nguyễn Sách. Cầu thủ chơi rất cháy từ đầu trận đến giờ của FC Duy Kiên. Và đây là gương mặt rất nổi trội trong mặt trận tấn công của FC Duy Kiên từ đầu trận. Chính anh đã kiến tạo cho cầu thủ áo số 10 anh Dũng ghi bàn. Và suýt chút nữa trong tình huống vừa rồi anh có thể có riêng cho mình một bàn thắng. Thiếu may mắn một chút nữa thôi. Nguyễn Sách vẫn đang là Nguyễn Sách thực hiện những tình huống phạt. Nhưng từng này thủ thành bên phía Lê Hữu Trác đã làm chủ được tình hình. Luật Leon. Trá Tể. Phan Đức. Bóng trở lại quyền kiểm soát của FC Duy Kiên. Làm gì? Tình huống đẩy bóng tốt của cầu thủ áo số 20 Văn Hậu. Luật Leon. Bóng đang trong chân của Luật Leon làm gì? Một tình huống cắt bóng chủ động của cầu thủ mang áo số 96 bên phía FC Duy Kiên. Nguyễn Thông. Như vậy FC Duy Kiên đã có sự thay đổi người. Nguyễn Nhật vào sân và cầu thủ mang áo số 20 Văn Hậu ra sân. Một bàn là cách biệt rất mong manh và không biết nếu FC Duy Kiên muốn tổ chức tấn công để nâng bôi cách biệt hay không. Hay họ cảm thấy hài lòng với kết quả mà mình đang có. Tuấn Kiên. Pha chạm bóng của HHT. Và bóng đã đi hết đường biên ngang. Tình huống phát động tấn công của Văn Bằng. Không có gì nguy hiểm đối với cầu thủ Thủ Thành mang số 50 Tuấn Kiên bên phía FC Lê Hữu Trác. Luật Leon. Vẫn đang là Luật Leon. Đôi cánh của Lê Hữu Trác đang hoạt động rất năng nổ ngay trong hiệp đấu này. Và thật sự may mắn hơn, Luật Leon có thể có riêng cho mình một bàn thắng. Bóng trở lại quyền kiểm soát của Luật Leon. Không hiểu. Một tình huống không hiểu ý của tiền đạo số 10 Trần Bắc.
Hà Tú. Bóng không thể tới với cầu thủ số 10 Anh Dũng. Hà Tể. Trần Bắc. Hà Sơn. Vẫn đang là Hà Sơn. Không được rồi. Kịp không? Không có lỗi. Bóng tiếp tục cho FC Liễu Trác. Một cầu thủ bên phía FC Duy Kiên đang bị đau, đó là cầu thủ mang số 10 Trần Anh Dũng, người cũng mở điểm cho FC Duy Kiên ngay trong hiệp 1 này. Phất bóng lên, Trần Bắc. Trần Bắc. Trần Bắc. Rất đáng tiếc, anh đỡ chân trái, sút chân phải. Nhưng bóng lại đi lên trời. Khống chế bước 1 là rất tốt, nhưng cú sút của anh lại hơi thiếu may mắn. Phá phất bóng dài của Văn Huấn. Đỡ bước 1 rất tốt. Luật Leon. Phan Đức. Hà Trà Tà Tà Tê. Luật Leon. Pha chuyền bóng hơi khó hiểu. Và như vậy pha chuyền bóng vừa rồi đã kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa FC Liễu Trác và FC Duy Kiên. Kết thúc hiệp 1 tỷ số là 1-0 nghiêng về FC Duy Kiên. Và người ghi bàn đó là cầu thủ mang số 10 Trần Anh Dũng. Thank you.
Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại hiệp 2 giữa FC Liễu Trác và FC Duy Kiên. Kết thúc hiệp 1, FC Duy Kiên đang dẫn trước với tỷ số là 1-0 và người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 10, anh Dũng. Không biết trong giờ nghỉ thì FC Liễu Trác có những điều chỉnh gì về mặt con người hay chiến thuật hay không? Còn đối với FC Duy Kiên, liệu họ có thật sự an tâm với 1-0 với tỷ số 1-0 hiện tại tỷ hiệp 1 hay không, hay họ sẽ tiếp tục nhân đôi cách biệt? Ngay vào đầu hiệp 2, FC Liễu Trác đã thể hiện rất rõ được cái tham vọng của mình. Phất bóng lên. Và cắt bóng vừa rồi, cầu thủ mang số 96, Nguyễn Thông. Vẫn là Nguyễn Thông. Chốt chặn đáng tin cậy, án ngữ trước khung thành. Cắt bóng tốt, Nguyễn Sạch. Người đang đứng trước bóng là Luật Leon. Cầu thủ chơi rất cháy của bên phía FC Liễu Trác. Một pha cắt bóng của Nguyễn Sạch. Anh có mọi điểm mặt. Anh có mọi... Xin lỗi quý vị và các bạn ạ. Và phát bóng lên cho FC Liễu Trác. Bóng vẫn đang trong chân của Liễu Trác. Tuấn Kiên. Luật Leon. Quốc Bảo. Bóng đang trong chân của Hà Sơn và Luật Leon. Không có gì cả. FC Liễu Trác vẫn chơi tấn công rất chậm. Họ cần đẩy nhanh tốc độ tấn công hơn nếu muốn có thể là gỡ bàn hoặc giúp đội bóng mình giành chiến thắng. Này quay 4 trận, tuy nhiên có anh kia đến học quay thôi cho khỏi. Quốc Bảo. Để Đức Thịnh. Và phát bóng dài cho Tuấn Kiên. Đỡ bóng tốt. Kịp không? Vẫn còn. Pha áp sát nhanh của anh Dũng. Đập 1-2 không thành công. Phản công cho FC Duy Kiên. Không được. Hà Sơn làm gì đây? Vẫn là sút xa. Người vừa thực hiện cú sút là Phan Văn Đức. Liên tục là những tình huống sút xa và hiệu quả của nó là không cao từ đầu trận đến bây giờ. Đỡ bóng tốt, làm gì? Không vào. Vẫn còn. Tỷ số là 2-0. 2-0 cho FC Duy Kiên. Tuyệt vời. Người vừa vào vừa ghi bàn đó là Văn Bằng. Pha chớp thời cơ rất tốt của Văn Bằng. Và 2-0 cho FC Duy Kiên. Chính cách đá du ngủ FC Duy Kiên đã khiến cho Liễu Trác mắc bẫy. Và 2-0. Ngày đầu hiệp 2 thôi, FC Duy Kiên đã nhân đôi cách biệt. Và người ghi bàn đó là Văn Bằng. Không hiểu FC Liễu Trác muốn làm gì. Miệt mài tấn công nhưng không ghi được bàn thắng. Họ đã nhận bàn phản hồi mã thương của FC Duy Kiên. Văn Bằng. Vẫn đang là Văn Bằng. Kịp không? Không được.
sẽ có phát biên cho Lê Hữu Trác. Cắt bóng tốt của Nguyễn Sách. Vẫn còn Luật Leon. Luật Leon kỹ thuật. Luật Leon. Một cú sút tốt của Luật Leon nhưng các cầu thủ bên phía FC Duy Kiên đã cản được. Quốc Bảo. Đức Thịnh. Nhưng tình huống tấn công của Lê Hữu Trác vẫn rất đơn điệu. Họ đập từ nhà, phất dài và dứt điểm từ xa. Vẫn còn. Pha phá bóng giải nguy tốt của Tuấn Kiên. Liên tục có những sự hô hào nhắc nhở của FC Liễu Trác làm gì? Nguy hiểm quá. Người vừa dứt điểm là cầu thủ mang số 10 Trần Anh Dũng. Ngoài nổ thực sự nguy hiểm của FC Duy Kiên từ đầu trận đến bây giờ. Liên tiếp là những tình huống uy hiếp khung thành nguy hiểm của các cầu thủ lên phía FC Duy Kiên. Như vậy cầu thủ mang số 6 Nguyễn Sách được cho ra nghỉ và 70 Nguyễn Thành được vào sân. Hay không, thật sự là một kết quả đến với hiện tại là rất an toàn đối với FC Duy Kiên. Nhưng trái bóng tròn không thể nói trước được điều gì. Liệu Lê Hữu Trác có lật được tình thế hay không? Phản công cho Lê Hữu Trác không kịp. Phá bóng chủ động của Văn Huấn. Anh Dũng làm gì, dứt điểm đi, không vào, quá đáng tiếc. Chỉ cần thiếu một chút may mắn nữa thôi là FC Duy Kiên có thể nâng tỷ số lên 3-0. Hà Tú là người vừa thực hiện cú sút nguy hiểm vừa rồi, quá đáng tiếc. Một lối đá du ngủ đối phương và phản công rất nhanh. Đội bóng tốt. Tuấn Sàn vẫn đang ạ. Đã có lỗi đối với Tuấn Sàn. Và phát bóng lên cho FC Duy Kiên. FC Duy Kiên trên mặt trận tấn công, họ tấn công không nhiều. Nhưng khi có cơ hội họ lại rất biết cách chăm chút. Và kết quả trái ngọt mà họ nhận được đó là hai bàn thắng tính đến hiện tại. Một pha phát động tấn công dài. Chủ động của thủ thành Tuấn Kiên. Không có gì cả. Và pha bóng rất mạnh của cầu thủ mang áo số 96 bên phía FC Duy Kiên. Từ đầu trận giờ Nguyễn Thông chứng tỏ anh là một chốt trận rất uy tín trước khung thành của FC Duy Kiên. Không màu mè, rất chắc chắn và chủ động. Đó là những thứ mà chúng ta cần ở một vị trí trung vệ. Vị trí trung vệ thòng trong sân 7. Nguy hiểm quá. Và bằng cắt rất tốt của cầu thủ mang áo số 28 bên phía FC Lê Hữu Trác. Lê Hữu Trác không phải là họ không có cơ hội. Nhưng những cơ hội mà họ có được là rất mơ hồ. Bên ngoài sân, FC Duy Kiên đang có những toan tính trong trận đấu này cũng như những trận đấu tiếp theo khi liên tục những trụ cột trong sân được rút ra nghỉ để dành sức cho chặng đường dài phía trước của giải bóng đá Hà Tĩnh Open lần thứ 3. Đội bóng không thành công của Văn Bằng. Một pha cắt bóng tốt và chủ động của các cầu thủ bên phía FC Lê Hữu Trác.
Văn Bằng. Dứt điểm đi, kịp không? Không được. Pha ra vào hợp lý của Tuấn Kiên bên phía Liêu Trác. Bùn Xuân vào sân và cầu thủ mang số 23, người nâng tỷ số lên 2-0, Văn Bằng được cho ra nghỉ. Đúng theo những dự đoán của chúng tôi thì FC Duy Kiên đang có những toan tính thật sự khi các trụ cột được cho ra nghỉ. Lần lượt những cầu thủ như Nguyễn Sách hay Văn Bằng được cho ra nghỉ để dưỡng sức cho những vòng đấu tiếp theo. Đã có lỗi và sẽ có phát bóng lên cho FC Duy Kiên. Người vừa phạm lỗi đó cầu thủ mang số 18 Đức Thịnh. Trên sân một cầu thủ bên phía FC Duy Kiên đang bị đau. Và theo quan sát chúng tôi là Nguyễn Thông, trung vệ thòng của FC Duy Kiên. Anh chơi rất năng nổ từ đầu trận đến bây giờ. Và thực sự thể lực của anh đã suy giảm. Nguyễn Thông chơi trận này rất chắc chắn, không màu mè. Và chính sự chắc chắn cùng uy tín của thủ thành mang áo số 90 Văn Huấn đã giúp cho Duy Kiên hiện tại đang giữ trắng. Một lối đá rất giống với lối đá của Mourinho. Không màu mè, không đẹp mắt nhưng hiệu quả. Lên bóng cho Liêu Trác. Phan Đức. Bóng vẫn đang trong chân của Phan Đức. Làm gì? Đập nhả 1-2 tốt. Luật Lyon không chạm được. Một tình huống không chạm chân vào bóng của Luật Lyon. Anh Dũng. Không có gì nguy hiểm đối với thủ thành bên phía Lê Hữu Trác. Và phản công cho Lê Hữu Trác. Rất khó hiểu. Họ đang bị dẫn trước và họ trình dẫn một lối đá tấn công thật sự là bạc nhược trước FC Duy Kiên. Không có những tình huống đập nhả 1-2. Không có những tình huống trả tiền 2 để dứt điểm. Lê Hữu Trác thật sự đang gặp bế tắc trong khu tấn công của mình. Vẫn còn. Làm gì? Đức Thịnh dứt điểm và không thành công. Vẫn còn. Nguy hiểm đã trôi qua trước khung thành của FC Duy Kiên. Như chúng tôi đã nói, Văn Huấn từ đầu trận đến bây giờ anh không phải làm việc nhiều. Bởi sự xuất sắc của Nguyễn Thông phía trên cùng sự đồng đều của các cầu thủ ở các lứa đã giúp cho khung thành của anh không bị đe dọa nhiều. Tuấn Sản. Đây là Đức Thịnh. Từng huống chơi bóng rất sâu sáo của anh Dũng. Anh Dũng không thành công. Một tình huống gạt chân bóng không thành công của cầu thủ mang áo số 69 Hà Tú. Dứt điểm từ xa. Một tình huống dứt điểm tốt của Nguyễn Nhật. Nhưng đáng tiếc cú sút lại không hiệu quả cho lắm. Đinh Hải. Lê Hữu Trác cũng có riêng cho mình những sự thay đổi cả về con người lẫn chiến thuật. Nhưng thật sự kết quả hiện tại vẫn không cho thấy những con người, những chiến thuật họ đang có trên sân phù hợp. Phải chăng FC Lê Hữu Trác thật sự họ muốn bỏ cuộc? Tinh thần của các cầu thủ đang bị suy giảm rất lớn sau bàn thắng thứ hai của cầu thủ mang áo số 23 Văn Bằng. Liên tục có những lời động viên, liên tục có những thay đổi. Nhưng thật sự những thay đổi đó của Lê Hữu Trác
là chưa tốt. Vẫn là tình huống cắt bóng của Nguyễn Tùng. Lại là pha tranh cướp bóng giữa hai đồng đội của nhau của FC Liễu Trạch. Phát bóng lên. Luật Leon. Hà Sơn đáy biên. Đức Thịnh. Pha đỡ bóng không như ý của Luật Leon. FC Duy Kiên cũng không cần gì nhiều. Họ tấn công ít nhưng ghi được bàn thắng. Một chiếc ly đá rất giống của lối đá của Mourinho. Rất xù xì. Không màu mè nhưng hiệu quả. Thật sự FC Duy Kiên là cái tên khó đoán trong giải đấu ngày hôm nay. Hết biển. Phát bóng lên cho Lê Hữu Trác. Tuấn Kiên. Cầu thủ mang số 10 bên phía FC Duy Kiên được cho ra nghỉ, Trần Anh Dũng. Và cầu thủ mang số 9 Tuấn Dũng được vào sân. Lên bóng cho FC Duy Kiên. Làm gì? Vẫn còn. Và chạm bóng đầu tiên của Tuấn Dũng. Với vào sân, thể lực của anh còn rất tốt và còn rất song sáo. Trần Bắc. Thì đã tốt của Trần Bắc. Không được. Phản công cho Duy Kiên, người đang cầm bóng là Nguyễn Nhật. Vẫn đang là Nguyễn Nhật. Nguyễn Nhật đi bóng. Qua người. Không được. Vẫn còn, làm gì đây? Nguyễn Thành. Nguyễn Thành. Đại biên. Đáng tiếc quá. Một tình huống dứt điểm không như ý của cầu thủ bên phía FC Duy Kiên. Vẫn là Văn Dũng. Anh vào anh khuấy đảo cả hàng phòng ngự của FC Liễu Trác. Thật sự không thể đánh giá yếu về năng lực của các cầu thủ bên phía FC Duy Kiên. Họ rất đồng đều cả từ các cầu thủ đá chính cũng như các cầu thủ được tung vào sân. Pha phát bóng dài của Gun Son. Không có gì nguy hiểm. Lại một pha chủ động của Tuấn Kiên. Phan Đức. Trần Bắc làm gì? Kịp không? Vẫn còn, đây là Luật Leon. Kỹ thuật của Luật Leon. Không qua được kinh nghiệm của Nguyễn Thành. Hai cầu thủ trẻ đối đầu với nhau và Nguyễn Thành là người chiến thắng. Bóng quay trở lại quyền kiểm soát của FC Liễu Trác. Đinh Hải. Pha bật cao đánh đồng không thành công của Luật Leon. Nguyễn Thông. Pha chuyền dài không cho ai cả của Nguyễn Thông. Với những con người, với những chiến thuật mà ban huấn luyện của FC Duy Kiên đang đưa ra, thì thật sự bây giờ FC Duy Kiên chỉ cần bảo toàn tỷ số thôi, họ có thể làm lên chuyện trong giải đấu ngày hôm nay. Vẫn còn. Trần Bắc. Trung yếu, không được. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của FC Liễu Trác. Đinh Hải. Đây là Phan Đức, kịp không? Pha chạy dọc biên không tốt của Phan Đức. Nguyễn Nhật. Một lối chơi du ngủ của FC Duy Kiên. Nhưng chỉ có vậy thôi. Họ chỉ chờ đối thủ sập bẫy và sẽ cất liễu. Duy Kiên không tấn công hay hơn. Nhưng
họ lại biết cách tận dụng những cơ hội mà họ có tốt hơn FC Lê Hữu Trác. Lại là một tình huống chuyền không cho ai cả của Luật Lyon. Những pha phát động tấn công rời rạc của FC Lê Hữu Trác và thật khó thể giúp các cầu thủ ghi thêm ít nhất là một bàn thắng ngay trong hiệp 2. Đây là Nguyễn Nhật. Qua người của Hà Tú. Phản công cho Lê Hữu Trác. Đức Thịnh làm gì? Vẫn là những tình huống chuyền dài. Và thật sự kết quả mà nó đem lại là không như mong muốn. Không hiểu các cầu thủ của FC Lê Hữu Trác trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là các cầu thủ trên hàng công, do tâm lý hay do một phần FC Duy Kiên du ngủ họ, mà những tình huống phát động tấn công cũng như những tình huống phối hợp thật sự là không mạch lạc. Đinh Hải. Đây là Trung Hiếu. Trần Bắc. Dứt điểm. Một tình huống tung người móc bóng rất đẹp của cầu thủ mã số 18 Đức Thịnh. Nhưng cú sút của anh là không chính xác. Tình huống bay người sút bóng rất đẹp. Gun Soan. Pha chuyền bóng không cho ai của Hà Tú. Đinh Hải. Làm gì? Sai lầm của thủ thành bên phía FC Duy Kiên. Vẫn còn. Đây là Tuấn Dũng. Như vậy Tuấn Dũng đã bị phạm lỗi. Và cầu thủ phạm lỗi với Tuấn Dũng là cầu thủ vào số 7 Trung Hiếu. Đầu trận của FC Duy Kiên, bàn thắng mở bàn đến từ một tình huống phạt góc. Và đây sẽ là một tình huống cố định. Liệu cơ hội mở ra với FC Duy Kiên hay không? Nguyễn Nhật đang đứng trước bóng. Anh sẽ lựa chọn một cú sút thẳng hay là chuyền hai đây? Hàng rào đã được điều chỉnh. Rất nhiều những cơ hội, rất nhiều những phương hướng sút. Dứt điểm từ xa. Rất nguy hiểm. Vẫn còn. Không được. Người vừa băng cắt vừa rồi là Nguyễn Thành. Pha dàn xếp đá phạt rất bài bản của FC Duy Kiên. Cắt bóng tốt của Nguyễn Thông. Hà Tú. Dọc biên. Một tình huống xử lý không như ý của Nguyễn Thành. Ý đồ chuyển vào là có, nhưng kỹ thuật không cho phép Nguyễn Thành làm điều đó. Đinh Hải. Duy Kiên trận này chơi phòng thủ rất hay. Và họ tấn công cũng không kém. Bằng chứng là hai bàn thắng mà họ có được. Một lối chơi thực dụng nhưng hiệu quả của FC Duy Kiên trong trận đấu này. Đầy toan tính. Họ chơi không màu mè. Như vậy trận đấu đã kết thúc. FC Duy Kiên giành chiến thắng với tỷ số là 2-0. Người ghi bàn là cầu thủ số 10 Anh Dũng. Và Văn Bằng cầu thủ số 23. Thật sự một trận đấu đầy toan tính của FC Duy Kiên. Và họ thành công với lối đá của mình. FC Lê Hữu Trác cũng không kém cạnh. Nhưng họ lại không biết tận dụng tối đa những cơ hội mà mình có. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với giải đấu bóng đá Hà Tĩnh Open lần thứ 3. Hẹn gặp các bạn lại vào những trận đấu tiếp theo.